Cách để điều chỉnh độ phân giải màn hình trên Android Wikiha hôm nay sẽ hướng dẫn bạn tăng hoặc giảm kích thước các mục trên màn hình thiết bị Android, chẳng hạn như ứng dụng, bằng cách tăng hoặc giảm DPI, dot per in, số điểm ảnh trên mỗi in, mặc định. Đây là tùy chọn tiêu chuẩn trong trình đơn setting cài đặt của bất kỳ thiết bị chạy hệ điều hành Nougat Android 7.0 trở lên, nhưng bạn cũng có thể thay đổi DPI trên thiết bị Android chạy phiên bản Marshmallow 6.0 trở xuống bằng cách sử dụng máy tính và bộ công cụ dành cho nhà phát triển Android Studio Developer Kit, viết tắt là SDK. Lưu ý rằng bộ phân giải thực tế được quyết định bởi màn hình của thiết bị sẽ không thể thay đổi. 1. Phương pháp 1 trên Android Nougat trở lên. 1. Mở phần setting cài đặt trên Android. ấn vào ứng dụng setting hình bánh răng có màu để mở phần cài đặt. Bạn cũng có thể vuốt xuống từ đầu màn hình và nhấp vào biểu tượng bánh răng trong trình đơn thả xuống. 2. cuộn xuống và nhấp vào about phone về điện thoại. Tùy chọn này nằm cuối trình đơn settings. Trên Samsung Galaxy, bạn nhấn vào display hiển thị. 3. cuộn xuống đến tiêu đề View number số hiệu bản tạo. Tùy chọn nằm gần cuối trình đơn ở about phone. Trên Samsung Galaxy, nhấn vào screen resolution độ phân giải màn hình trong trình đơn display. 4. Nhấp vào tiêu đề View number 7 lần. Một trình đơn developer option tùy chọn nhà phát triển sẽ được mở khóa. Bạn sẽ sử dụng trình đơn này để điều chỉnh độ phân giải của Android. Thông báo you are now a developer. Bạn đã là nhà phát triển sẽ bật lên khi chế độ nhà phát triển được kích hoạt. Trên Samsung Galaxy bạn sẽ chọn độ phân giải màn hình tại đây bằng cách nhấn và kéo con trượt về bên trái hoặc phải để tăng hoặc giảm độ phân giải. 5. Nhấn vào nút trở lại, bạn sẽ quay lại trang Settings. Trên Samsung Galaxy, nhấn vào Apply, áp dụng ở góc trên bên phải màn hình, độ phân giải mới sẽ được áp dụng ngay. 6. Nhấn vào Developer options, nằm gần tùy chọn About phone. Trên một số điện thoại Android bạn cần cuộn xuống mới thấy tùy chọn này. 7. Cuộn xuống và nhấn vào Smallest Width, chiều rộng tối thiểu. Tùy chọn này nằm gần cuối trang, một cửa sổ sẽ bật lên. Tùy chọn này nằm gần cuối trang Developer Options, vì thế bạn cần cuộn xuống một chút để tìm. 8. Nhập chiều rộng mới, nhấp vào trường văn bản ở giữa cửa sổ bật lên, sau đó nhập chiều rộng của độ phân giải mà bạn muốn. Chiều rộng càng lớn thì các mục trên màn hình như văn bản, biểu tượng, vân vân sẽ càng nhỏ. Độ phân giải của Android có thể dao động từ 120 đến 640. 9. Nhấp vào OK ở cuối cửa sổ bật lên, độ phân giải của thiết bị Android sẽ được điều chỉnh. 2. Phương pháp 2. Trên Android Max Malo trở xuống. 1. Tải và cài đặt Android Studio Developer Kit. SDK sẽ cài đặt Android Debugging Bridge Công cụ này cho phép bạn thực thi lệnh trên thiết bị Android được kết nối. Truy cập https://developer.android.com/studio/index.html, nhấn vào nút Download Android Studio, tải Android Studio màu xanh lá và tiến hành như sau. Trên Windows, tích vào ô I have read and agree. Tôi đã đọc và đồng ý, nhấp vào nút Download màu xanh. Nhấp đúp vào tập tin exe được tải về, tiến hành theo hướng dẫn bật lên, mở Android SDK và thực hiện theo lời nhắc thiết lập trên màn hình. Trên Mac, tích vào ô I have read and agree, nhấp vào nút download màu xanh, nhấp đúp vào tập tin dmg được tải về. Xác minh phần mềm nếu cần thiết, tiến hành theo hướng dẫn cài đặt. Mở Android SDK và thực hiện theo lời nhắc thiết lập hiện trên màn hình. 2. Kích hoạt chế độ USB debugging trên Android. Chế độ USB sẽ cho phép bạn thực hiện những thay đổi cho thiết bị Android từ dòng lệnh trên máy tính, bỏ qua bước này nếu chế độ USB đã được kích hoạt. 3. Kết nối thiết bị Android vào máy tính. Cắm đầu USB của cáp sạc Android vào cổng USB trên máy tính, sau đó cắm đầu sạc vào cổng sạc trên thiết bị Android. Cổng sạc thường nằm phía dưới cùng trên thiết bị Android. 4 mở chương trình dòng lệnh trên máy tính. Chương trình dòng lệnh trên Windows là Command Prompt. Còn trên Mac là Terminal. Trên Windows, mở Star và nhập Command Prompt. Và nhấp vào Command Prompt ở đầu trình đơn. Trên Mac, mở Spotlight, nhập Terminal rồi nhấp đúp vào Terminal đầu trang kết quả. 5. Kiểm tra độ phân giải hiện tại của thiết bị Android. Bạn có thể xem độ phân giải hiện tại hay density bằng cách 1. Nhập ADB Shell và nhấn Enter. Nhập Dump Size Display rồi nhấn Enter. Xem số bên phải từ Density, ví dụ Density 420, mở ngoặt 403. 411 x 399.737 6 điều chỉnh độ phân giải, nhập WM Density Resolution và ADB Reboot. Bạn cần thay Resolution bằng độ phân giải có 3 chữ số mà bạn muốn rồi nhấn Enter. Số lớn hơn so với độ phân giải hiện tại sẽ làm cho các mục trên màn hình nhỏ hơn và ngược lại. Độ phân giải của Android thường rơi vào khoảng từ 120 đến 640, vì thế lựa chọn của bạn nên nằm trong giới hạn này. 7. Khởi động lại thiết bị Android nếu cần thiết. Nhấn giữ nút nguồn trên thiết bị Android cho đến khi một trình đơn bật lên, sau đó bạn chọn tác vụ power off, tắt nguồn hoặc restart, khởi động lại. Nếu màn hình thiết bị thay đổi ngay sau khi lệnh điều chỉnh độ phân giải thực thi thì bạn không cần phải khởi động lại Android. Lời khuyên, bạn có thể thay đổi DPI của điện thoại bằng một số ứng dụng với điều kiện thiết bị Android phải được bẻ khóa root. Bàn phím trên màn hình có thể bị biến dạng. Sau khi độ phân giải thay đổi, bạn có thể cài đặt bàn phím với giao diện phù hợp với tỷ lệ DPI như Gboard để khắc phục tình trạng này. Cảnh báo, trong một số trường hợp việc thay đổi DPI có thể gây ra vấn đề về tương thích khi sử dụng Google Play để tải ứng dụng. Nếu như gặp tình trạng này, bạn có thể đưa DPI trở về với thiết lập ban đầu, tải ứng dụng rồi chỉnh DPI lại. Khi tăng giảm độ phân giải trên điện thoại nhằm tăng giảm kích thước các mục trên màn hình, bạn sẽ không thể điều chỉnh độ phân giải màn hình lên chuẩn HD chẳng hạn 720p hoặc 1080p vì độ sắc nét được quyết định bởi màn hình vật lý của thiết bị.